Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tim. Vâng, đó là sự thay đổi khi mà chúng ta không hỗ trợ một đơn là siêu chép JBL bãi Mexico. Đây là hàng đảm bảo bao zin cho các bác. Vâng, thì đây là đơn là siêu chép JBL ST200 về với chú Liêm, chú ở tỉnh Cà Mau ạ. Vâng, chú đã có xem kênh YouTube 11 giờ rưỡi đêm ngày hôm 13 tháng 9, chú nhắn tin ạ. Vâng, và sáng ra bên cháu mới nhận được tin nhắn của chú và bên cháu gọi lại cho chú, và chú đặt cho mình một cái đơn là siêu chép JBL ST200 Plus, ST200 bản mặt trắng. Vâng chú nhá, thì bên cháu hôm nay mới về được có mấy đôi đi ạ, mấy đôi, và chú đã là chủ sở hữu của một đôi đầu tiên trong ngày 14 tháng 9 ạ. Vâng, thỉnh thoảng bên cháu cũng về được một số lượng cũng khá là tốt, và cái dòng này thực sự là nó rất là ít trên thị trường Việt Nam. Và bên cháu có nhập về thì chú đã là chủ sở hữu một đôi đầu tiên chú nhá. Và bên cháu đang test cho chú đấy ạ. Vâng, một siêu chép JBL ST200 bản Mexico. Đặc biệt cái dòng bản ST200 này có hai mẫu, một mẫu là lỗ phân tần và một mẫu là được làm hộp. Thì chú người có tuổi thì chú thích một cái gì đó nó gọi là gì nhỉ, là cụ điển một chút và gọn gàng một chút, không pha chút bụi bặm, thì chú chọn cho mình một cái đôi là siêu chép hộp thì rất là sang trọng đẹp. Và bản mặt trắng bằng nhôm nguyên khối phay trắng cực kỳ là đẹp luôn ạ, khắc CNC. Vâng, thì cái đôi loa này nó cao khoảng tầm 18cm và ngang khoảng tầm 13cm. Siêu chép cũng khá là lớn. Và đặc biệt là trong họng đây có một cái đầu tên lửa đấy ạ. Đầu tên lửa rất là khỏe. Cái này thì dùng trăm năm cũng không bao giờ rỉ đâu ạ, là nhôm nguyên khối. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Vâng, rất là trắng đẹp. Vâng, thì bên cháu còn mấy đôi đây ạ. Vâng, bác là sở hữu, muốn sở hữu một đôi là siêu chép giống chú Liêm thì các bác, các chú, các anh hãy để lại số điện thoại trên YouTube nhé. Rồi bên em sẽ cập nhật tin tức và tư vấn cho các bác ạ. Vâng, thì bây giờ chúng ta cùng đi nghe cái giải siêu chép của cái đôi siêu chép JBL ST200 bản phiên bản hộp của chú Liêm ạ. Rồi cho tour nhân lạc nhạc lại một chút xíu. Thật sự nó thể hiện rất hay, chép rất tơi, mịn, nhuyễn và không được gây chói vì đây là dòng chép hỏa tiết. Vâng, giờ chúng ta đi nghe đi ạ. Hỗ trợ cho những dàn karaoke còn thiếu giả chép và những đôi loa hay cháy chép thì cái đôi này chống chép là chống cháy tuyệt đối luôn ạ. Các bác cắm đằng sau đây, đằng sau những đôi loa chính, đằng sau âm ly vô tư, kể cả không rất lớn. Và đó là cái sự lựa chọn của dòng siêu chép này mà nhà thiết kế đã phân tích rất là kỹ càng. Để làm sao chúng ta dùng không bao giờ cháy nhé. Vâng, chúng ta cùng cái trải nghiệm ạ. Vâng, đây là nhạc có chép các bác nhé, nhạc có chép đấy ạ. Nó sáng hơn rất nhiều luôn. Vâng, làm tắt chép đi này. Vâng, nhạc không có chép đấy ạ. Các bạn thấy tối đi nhiều không ạ? Tối đi rất nhiều, mặc dù loa cũng có chép rồi, tối đi rất nhiều. Siêu chép này nó hỗ trợ cho những đôi loa còn thiếu chép nghe cái bài nhạc tươi sáng hơn, hát karaoke trong tiếng hơn. Đó, nhạc cái chép này rất tơi và nhuyễn, mịn. Em bật lên này. Rồi, bác so sánh nhé.
Các bác lên đeo tai nghe để so sánh sự khác biệt. Vâng, nó là cái sự trải nghiệm thực tế luôn cho các bác. Em tắt đi nhá. Rồi mắt thấy không ạ? Cơ bản nhất là bên em quay trực tiếp, test trực tiếp cho các bác, thì các bác mới đánh giá một cách khách quan nhất được ạ. Em tăng lên này. Sáng hơn rất nhiều luôn. Vâng, thì tần đến thời gian thì chúng ta cũng trải nghiệm được một phần nào cái giải chép được tái tạo thanh âm cao bởi cái đôi loa siêu chép JBL ST200 bản mặt trắng của chú Liêm. Vâng, thì chú Liêm nhé, hiện tại đôi loa siêu chép của chú đang hoạt động rất ổn định ạ. Vâng, sẽ được bỏ ra cho nhân viên đóng hàng. Và sẽ cùng cháu thay mặt công ty chúc chú Liêm và gia đình sức khỏe và chúc chú luôn thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.